Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ thông báo cho các bạn cái dự án mà hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn là cái con Deep này, nó chia khá là ít nha mọi người. Trời ơi, sao chia cho tôi có 0,06 đô vậy? Trời ạ. Chia ít thế này thì có mà ăn cám à. Ơi. Hôm trước có một cái chương trình iDrop này à. Chia sẻ 5.000 deep này trên mạng Heco này. Trời ạ. Xem bảo mạng Heco. Đây hôm trước có làm nó ở đây này. Vào đây để trao đổi nha. Trời ơi, chia cho có một ít thế này thì có mà ăn cứt à. Không ra cái gì luôn. Bó tay rồi. Sang mở XD xem nào. MDX chứ không phải MXD. MDAX. Sàn MDAX nhé các bạn nhé. Swap. Đây. Contract này. Dán vào đây này. À không phải. Trời ơi, được có một ít thôi mọi người ơi. Có 2 đô hay mấy đô ấy nhỉ? BU, ấy, không phải BU mà là HU. HUSD. Trời ơi, 4 đô. Bên đấy được có 1,9. 0,06 đô. Các bạn muốn bán thì các bạn vào Upro nhé. Nói chung là cái mạng ở bên mạng Huobi Exochange này thì cái phí rất là rẻ nha mọi người. Sử dụng HT làm phí nhé. Thì mọi người bật cái mạng Huobi lên. Các bạn muốn check xem là cái đồng coin có về hay không ấy, thì các bạn chọn là mạng Huobi Exochange này. Vào đây thì bật vào View, View in Explorer. Các bạn ấn vào HRC20. Đấy, các bạn sẽ thấy cái đồng coin nó về đây. Nó sẽ thống kê cho các bạn hết cái đồng coin mà các bạn về ở đây nhé. Còn các bạn muốn xem là cái contract thì các bạn ấn vào phát là nó sẽ hiện contract ở đây. Đấy, con này tổng cung khá là nhiều. 0,03 đô la một đồng. Mình nghĩ là cái đồng này chắc chắn là còn lên đấy, tại vì nó phát khá là ít. Đấy, các bạn muốn swap thì các bạn ấn vào swap thôi nhá. Đấy, ví dụ các bạn swap này. Coffin này. Đấy, phí của nó rất là rẻ nha mọi người. Đấy. Ok, thì mình sẽ để cái link sàn này này. Với cái link cho các bạn check cái dự án này nhé. Bạn nào muốn bán thì bán, không thì các bạn để cũng được. Đấy, chắc là mình một số bạn rep nhiều cho nên mới được chừng này. Chứ còn nếu không có rep thì được có 0,06 đô thôi. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video thông báo này nhé.